Hello anh chị em và các bạn Hiện tại thì quý anh chị em và các bạn đang nhìn trên màn hình là chỉ số VN Index Đây từ anh chị em và các bạn Chúng ta sẽ điểm qua VN Index để anh chị em và các bạn có thể định lượng được thị trường trong cái giai đoạn sắp tới liệu nó như thế nào Thì hiện tại nó đang ra làm sao để anh chị em và các bạn biết ha Đây, đây chỗ này là đỉnh của VN Index Đây anh chị em và các bạn vào ngày mùng 4 tháng 9, à mùng 9 tháng 4 Đây cái vị trí mùng 9 tháng 4 đây anh chị em và các bạn. Đó. Rồi. Đây là cái khu vực đáy mà sau khi mà thị trường giảm từ mùng 9 tháng 4 đến 29 tháng 5. Đây, 29 tháng 5 đây, đây là vị trí đáy đây, chỗ cái chỗ đây này, đây là đáy đây. Sau đấy nó hồi phục. Rồi, anh chị em và các bạn thấy nó hồi phục chưa? Rồi. Nó hồi phục đến đây thì sau đấy nó giảm lại về cái chỗ này là bao nhiêu ạ? À? Là vào ngày khoảng tầm 11 tháng 7 cái, vị trí đó là khoảng tầm 800 800 mấy đó, 800 mấy đó anh chị ở các bạn. Đúng không anh chị em các bạn? Rồi, cái điểm thứ ba nữa là cái điểm mà chúng ta thấy được đây là vị trí ngày mùng mùng 4 tháng 10. Đây anh chị em các bạn. Đó, mùng 4 tháng 10. Và đáy tiếp theo của thị trường là ngày 30 tháng 10. Đây, 30 tháng 10 chỗ này đây anh chị em các bạn. Là bao nhiêu à? là 880. Đấy, có hai cái 880 rồi anh chị em các bạn ha. Đây 880 này, 880 mấy đây này, chỗ này này, 885 đây này anh chị em các bạn nhìn góc ngoài đây này. Đây, chỗ này này, có đầu tay này, 885 này, đó. Đây thứ hai là 880, khoảng tầm 880 và đây thứ ba là thấp hơn 850 là nó thầm thấp nhất là 860. Trong ngày thôi, vào ngày mùng mùng 4 tháng 1 đó anh chị em các bạn. Chính xác là cái ngày đây này, mùng 4 tháng 1 đây này anh chị em các bạn này. Đây. Đó, ngày mùng 4 tháng 1. Đó là thấp nhất của ngày mùng 4 tháng 1 là 861.85. Và điểm và chúng ta có ba cái đáy. Chúng ta có ba cái đáy là đáy đây. Đáy này, đáy thứ hai, đáy này, đáy thứ ba. Và chúng ta hiện tại là đang có ba cái đỉnh. Cái đỉnh đầu tiên đó là cái đỉnh hồi phục. Đỉnh hồi phục mà nhiều nhất á là đây này, cái đợt hồi phục này. Và cái điểm hồi phục thứ hai là đây. Đây là cái điểm hồi phục thứ hai. Và đây là cái điểm hồi phục thứ ba là ngày mùng 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 7 tháng 3 đúng không anh chị em các bạn? Hôm bữa mùng 7 tháng 3 đúng không? Rồi, đúng rồi, mùng 7 tháng 3 đây. Cao nhất của ngày mùng 7 tháng 3 là bao nhiêu ạ? À? 1004 điểm. Và bây giờ thì chúng ta đang có một cái chuyên nằm trong một cái chuyên đó là cái chuyên cái đường màu màu tím phía dưới và cái đường này ở phía trên. Thì vấn đề ở đây chúng ta đặt ra là bây giờ là thị trường của chúng ta là có vượt hay không vượt, tức là có vượt cái này hay không vượt. Và cái khối lượng tích lũy này liệu có đủ sức để vượt qua và vượt đến đâu? Thì chúng ta có thể cho rằng là thị trường đã chuyển dịch từ cái sideways đây được gọi là sideways này chúng ta tính cái sideways là đây này một cái đáy này test lại đáy thứ hai này test lại đáy thứ ba này thì nó đang nằm trong cái sideways này này và liệu cái sideways này thì nó có tồn tại lâu dài hay không thì chúng ta cũng phải gọi là cân nhắc cân nhắc và cái chỗ đỉnh đầu tiên cái đây này cái khối lượng này thì nó không nhiều lại không nhiều lắm nhưng cái khối lượng ở đây thì nó đều hơn nó đều hơn và đang nhìn thấy có dấu hiệu của cái chuyện đều hơn còn riêng cái đỉnh của cái thị trường á thì khối lượng không không nhiều đâu anh chị em các bạn nó cũng chỉ bằng với hiện tại đây chỗ này thôi đây anh chị em các bạn nhìn khối lượng này cái đỉnh ở đây này đó anh chị em các bạn nhìn rất kỹ nhá rồi vậy thì vấn đề ở ra đặt ra là liệu chúng ta có vượt được cái này hay không lý do tại sao vượt lý do tại sao vượt đúng không anh chị em các bạn đó vài cái ý chia sẻ với anh chị em các bạn như thế và một cái điểm nữa đó là chúng ta cần phải nghiên cứu và giao dịch như thế nào trong giai đoạn sắp tới thì chúng tôi vẫn duy trì cái quan điểm đó là thị trường sẽ vẫn tiếp tục nằm trong cái sideways nằm trong sideways tức là nó sẽ sideways như thế này nó cứ lên lên xuống xuống sideways như thế này đây anh chị và các bạn sẽ thấy sideways sideways như thế này thì cái kiểu sideways như này thì là một trong những cái kiểu mà dễ kiếm tiền cho dân trading nhất rất là cứ đáy ở cái vùng trên thì mua đỉnh thì bán đúng à đó rồi anh chị nhìn thấy chưa ạ chúng ta biết là 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 là, là nên hành xử như thế nào với thị trường chưa ạ chia sẻ như vậy là anh chị và các bạn cũng phải định lượng được rằng là mình nên hành xử như thế nào với thị trường rồi đúng không ạ à? rồi một cái điểm đáng quan trọng quan quan gọi là đáng lưu ý nữa đó là chúng ta cũng phải nhìn thêm nữa đó là cái ma đây là ma này cái diễn này là MACD này đây là MACD này MACD thì nó đang không được tích cực lắm Đấy Nhưng nó khác ở những cái đợt trước Đây cái đợt đáy trước Thì cái đáy đáy của em thì nó thay đổi Đấy. Cái đáy của ngày mùng 31 tháng 5, tháng 5 này Là nó xuống rất là sâu cái MA nó thể hiện cái tốc độ cái là cái sức mạnh của 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 của, của cái xu hướng á. là cái xu hướng giảm mạnh này thì nó cắm xuống rất là sâu. Đây ngày 25 tháng 5 á, anh chị em các bạn nhìn đây này. Đây nha. Đây. Cái vị trí 25 tháng 5 này này thì MA nó xuống rất là sâu. Tức là sức mạnh của xu hướng rất là rất là mạnh Và cái đợt này thì cái đợt lên này Thì cái MA nó lên cao nhất Tức là sức mạnh của xu hướng của cái đợt này là mạnh nhất trong tất cả các xu hướng Bởi vì hai cái đợt xu hướng trước MA nó chỉ nằm ở men men khoảng tầm đây Đỉnh cao nhất của cái đợt trước là bao nhiêu à MA nó nằm ở chỉ khoảng tầm 11 thôi Còn đợt này MA là lên rất cao nha anh chị em các bạn Lên 17 luôn nha Đây này 17 anh chị nhé, anh chị nhìn cái chỗ này này, đây, 20 này, 17, 20 đây, cái chỗ này là cái số uh, MA này. Còn RSI cũng vậy, RRI đây là cái dưới này RSI thì khi mà xu hướng xuống mạnh nhé đây này cái chỗ xuống mạnh như này thì RSI nó cắm xuống rất là sâu nhưng mà RSI thì nó sử dụng cho cái câu chuyện là đánh cái thị trường sideways rất là chuẩn tức là nó sideways sideways thì nó đi lên nó vượt lên trên đây này có cái cái đợt cái các đợt tiệm cận đây này một tức là nó nằm trong cái sai là 30 đến 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 70 à, nó đi sideways này cứ xuống này lên này xuống này lên xuống này đây nó đi sideways vậy thì cái đợt này là đợt mà RSI rất là cao Đấy, rất cao đó và ý như vậy chia sẻ chung chung như vậy không đi vào cái vấn đề là là là, là quá chi tiết để anh chị em và bạn bị dối rồi đó thì đó là cái thị trường của chúng ta quan sát xem thị trường của chúng ta trong trong giai đoạn sắp tới thì như thế nào nha anh chị em, em và các bạn lưu ý kỹ là chúng ta đang đi trong cái hộp đây là cái hộp này đây là cái hộp này hộp hình chữ nhật đây này chúng ta kẻ thôi kẻ từ các cái đỉnh lại với nhau thôi và chúng ta dùng cái logic á chứ đừng có dùng cái khác thì dễ xảy ra cái vấn đề là nó bị lỗi ví dụ auto thì nó sẽ nó sẽ nhìn nó đẹp hơn nhưng mà nó nó hay bị lỗi về cái cái cái, cái đường vẽ của chúng ta à, rồi đó thì vài trao đổi với, với anh chị em và các bạn về thị trường như vậy để quý anh chị em và các bạn có thể dễ nhìn, tợi nhận là chúng ta đang ở đâu đang như thế nào đúng không à đây thì anh chị em và các bạn bảo là nếu mà kẻ cho nó xong thực sự song song thì nó như này hơi chảy tí tí thì nó song song thôi đó thì các cái điểm đó là chúng ta chỉ mang tính chất tương đối thôi. Thì cái hai cái đường này nó tính song song rất là cao đấy anh chị em ạ, thấy song song rất là cao đấy anh chị em ạ. Đó. Thì nếu nó xay quay nó lại sẽ trả về đây, nó xay quay. Nó đi theo cái xay quay như vậy. Nhưng mà hy vọng rằng là đợt này nó vượt. Hy vọng rất hy vọng là nó vượt. Vượt. Rồi, kết thúc video tại đây anh chị em và các bạn ha.